Mảnh Pandora Box cuối cùng cũng đã rơi vào tay của Evoth. Hắn ta thức tỉnh một vật thể giống với hình dạng của Hazard Trigger, Black Hole Trigger. Hắn ta đã dùng đủ mọi cách để kích hoạt chiếc Trigger này nhưng hoàn toàn thất bại, cho đến khi hắn chuẩn bị nhận 3 đòn Rider Kick cực mạnh từ Kree, Ro lẫn Crosshead. Nhận ra tiềm năng từ Kamen Rider, dùng chiếc Trigger này để hứng chịu đòn sát thương đó. Đúng như hắn dự đoán, nguồn sức mạnh khủng khiếp từ 3 cú Rider Kick đã thức tỉnh được Evoth Trigger. Một lỗ đen tòa tháp của sự diệt vong đã hiện ra, Evoth Black Hole. Evoth đã được thay đổi phần giáp ngực cũng như một phần áo tròn kéo dài tới chân. Nó được điểm tô bằng hai tông màu đơn giản là trắng và đen. Những biểu tượng thiên văn nay được thay thế bằng biểu tượng của lỗ đen, đúng với tên gọi Black Hole của hắn. Phần sừng cũng phần nào thay đổi, đôi mắt được chuyển hóa thành màu trắng và những viền đỏ xung quanh. Evoth Black Hole mang trong mình sức mạnh từ lỗ đen, thứ có thể xem là mạnh mẽ nhất đến từ vũ trụ. Nó sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ, từ những viên đá nhỏ nhất của vũ trụ cho tính tận một hành tinh. Tất cả mọi thứ đều nằm trong miệng của nó, giống như cách một con rắn nhai trọn một con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần. Một hình tượng tuyệt vời cho form cuối của Kamen Rider Evoth. Ngoài những khả năng trên, tốc độ cũng như sức mạnh của Evoth Black Hole cũng có thể sánh ngang với hình dạng Bill G nhất, một form với tốc độ cực nhanh của Sento. Thậm chí hắn ta còn liên tục mạnh hơn do bản chất của hố đen là hấp thụ và ngày càng phát triển. Với sức mạnh cực hạn của mình, Evoth có thể tạo một lỗ đen khổng lồ để hấp thụ tất cả mọi thứ xung quanh, nuốt trọn cả một tòa nhà khổng lồ hay thậm chí một thành phố lớn hơn cả là cả một hành tinh. Black Hole Finish, một lỗ đen nhỏ được mở ra quanh Evoth. Hắn hấp thụ lỗ đen này và ra một cú Rider Kick cực mạnh về hướng kẻ thù sẽ bị lỗ đen bao phủ và hấp thụ, nuốt trọn họ vào khoảng không vô định và phát nổ.